xin chào tất cả mọi người cảm ơn mọi người đã xem video mới nhất của mình trong buổi trưa chiều ngày hôm nay ngày 7 tháng 5 năm 2023 thì video của buổi chiều uh, trưa chiều ngày hôm nay mình có một số thông tin và tiếp tục chủ series những cái sản phẩm khá là ấn tượng uh, ấn tượng về nét đẹp cũng như về cái giá của uh, trên shop Beach Mall của việt nam chúng ta bot shop Beach Mall gian hàng ở việt nam thì ngày hôm nay video này mình sẽ giới thiệu một người xấu sản phẩm theo theo mình nhận định đó là khá là đẹp nhưng mà cái giá cả thì đến thời điểm hiện tại thì với mức đồng thuận cũng tương đối là thấp vẫn chưa được cao lắm nhưng mà mình vẫn đưa lên những cái sản phẩm này để chúng ta thấy được rằng là đồng bi nó có sức lan tỏa lớn nên có những cái sản phẩm từ điện tử đến hàng tiêu dùng đánh may mặt thì hay là đến chơi lan thì vẫn có những cái sản phẩm đẹp để cho có bionia yêu thích thì chúng ta sẽ sẵn sàng bỏ một số tiền hiện tại chúng ta phải bỏ một số tiền cũng khá lớn à, số tiền đây là tiền giá trị bi hiện tại đó tức là chúng ta phải bỏ số bi cũng khá lớn để chúng ta mua những sản phẩm này sản phẩm đầu tiên mình muốn giới thiệu với tất cả mọi người đó là điện thoại Galaxy A20 98% điện thoại này cũ chính hãng thì chúng ta nhìn vào cái màn hình chúng ta thấy là có điện thoại Galaxy A A20 và cái điện thoại này nó được uh, bán ở Shopee một cái shop gọi là Shopee đồng thuận sản phẩm điện thoại Samsung Galaxy A20 mới 98 cam kết bảo hành chính hãng thương hiệu Samsung xuất xứ Hàn Quốc chất liệu màn hình kính lưng nhựa đơn vị tính một cái tồn kho là 4 trọng lượng là 160 trăm chín gom vận vay ship toàn quốc phí ship người nhận thanh toán phí ship bàn việt nam đồng khi nhận hàng kiểm tra khi nhận hàng không kiểm uh, kiểm tra khi nhận hàng thì uh, không, à, chúng ta không kiểm tra sản phẩm và đổi trả là 7 ngày nếu hàng có lỗi tức là khi nhận hàng chúng ta không có kiểm tra mà chúng ta nếu có lỗi chúng ta đổi trả trong 7 ngày nếu có lỗi bảo hành 12 tháng chính hãng mô tả chi tiết sản phẩm màn hình super AMOLED 6 4 inch. HD cộng hệ điều hành Android 9C. Đó là bảo hành 10 tháng mọi người. Mặc dù là 98% nhưng bảo hành tới 12 tháng. Vì có cái điện thoại Samsung thì nó có một cái sự nó có rất là bền và đẹp khi sử dụng. Và giá sản phẩm của điện thoại này là 219B, 219B. thì cái sản phẩm này nếu mức đồng thuận thì mình theo nghĩ được cũng gần uh, 20 ngàn một bi thôi này gần 20 ngàn một bi cũng khá là được mọi người giá này thì cũng hợp lý trong thời điểm gần này điện thoại cũ này thì nếu bạn bán bình thường thì chắc cũng uh, 3 triệu 2 3 triệu gì đó thì chúng ta tính là cũng khoảng hai gần 20 ngàn một bi đó là sản phẩm đầu tiên mình sản phẩm nếu bạn nào muốn có một chiếc điện thoại A20 mà không có đủ số tiền để mua mới thì chúng ta có thể mua ở shop bay để với giá này là 219 bì đó là sản phẩm đầu tiên sản phẩm thứ hai mình muốn gọi đến từng người đó là một cái chiếc dài cao gót đánh đá khá đẹp một chiếc giày câu gót đó đá ta thấy là đây phần trước mũi giày có đến đá đây là giày câu gót màu đỏ đến đá sản phẩm này là có giá là 25 bi đến từ Chu Đức Mạnh 87 hàng mới mới 100% tình trạng mới 100% thương hiệu không xuất xứ Trung Quốc chất liệu do nhung đơn vị tính cỡ trọng lượng 0,3 kg phạm vi ship toàn quốc phí ship người nhận thanh toán bằng Việt Nam đồng kiểm tra khi nhận hàng chúng ta có quyền kiểm tra khi nhận hàng là có đổi trả nếu hàng có lỗi bảo hành không mô tả về sản phẩm dài cô gót nữ đính đó 6 phân size 37 gót nhọn lót uh, chân bông, khom siêu em, lên chân cực xinh, lót chân bông. Những bạn uh, về dài thì các bạn hiểu. chỗ này mình chỉ nói sơ qua về sản phẩm này ở shop Chu Đức Mạnh Tấm lại, giờ này có giá là 25 bi một sản phẩm cũng khá là mình đánh giá cũng khá là ok. Các bạn uh, có thể bỏ làm bi để mua chiếc dài này để tặng bạn gái của mình hoặc các bạn nữ có thể bỏ là góc biu niên nữ đó, bỏ ra hay làm bi để chúng ta sở hữu cái đôi giày câu gót đánh đá cũng khá đẹp này số món thứ ba mình muốn nói đến mọi người đó là một chiếc loa bluetooth đẹp nghe nhật messi đây đây là chiếc loa bluetooth những bạn nào mà yêu nhạc thì chúng ta chắc chắn sẽ biết những cái loa bluetooth này nó có tiện lợi là chúng ta kết nối không dây Bluetooth qua điện thoại để chúng ta nghe Những chiếc loa Bluetooth nó được thiết kế rất là nhỏ, gọn Và âm thanh nó, nó được tích hợp rất là hay Và trên trên cũng có một chiếc loa Bluetooth như vậy Loa Bluetooth này giá là 40 bi Và nó ở shop Minh Trần 93 Đồng thuận sản phẩm loa Bluetooth hoàn chính hãng tình trọng mới 100% Thương hiệu thì nó không xuất xứ ở Trung Quốc chất liệu nhựa cứng, đơn vị tính, cái, tồn kho 15. Trọng lượng 300 g phạm vây ship toàn quốc, phí ship, người nhận thanh toán phí ship, Việt Nam đồng, kiểm tra khi nhận hòn. Là chúng ta có được kiểm tra và nếu có lỗi thì chúng ta có thể đổi. Và hòn này, sản phẩm này được bảo hành một tháng. Cái nấu âm thanh, điện thoại, laptop, hình thức gọn nhẹ, dễ mang đi, loa bass siêu trầm trưng nổi bật của cái loa này là loa bass siêu trầm với giá là 40 bi. Bay. 40 bi thì cũng gần cũng khoảng đồng thuận 1 bi khoảng hơn 10 ngàn. Gần 10 ngàn mọi người. Cũng là một sản phẩm để chúng ta cân nhắc để mua để chúng ta trải nghiệm cái cảm giác là dùng bi để trao đổi sản phẩm để năng để, để để giúp cho cái bi nó có cái sự uy tín và nâng giá trị của bi trong tương lai đó là sản phẩm thứ ba loa bluetooth để nghe nhạc mê say. sản phẩm thứ tư là sản phẩm đây một sản phẩm đây là một chiếc áo grab Rotops 98% siêu gợi cảm thì những bạn nào mà có cái vòng vòng eo con kiến có thân hình à, vòng một đẹp thì chúng ta nên mua một cái sản phẩm đó là chiếc áo wrap Rotax tình trạng là mới 98% thương hiệu không xuất xứ Việt Nam chất liệu thun có tông co giãn đơn vị tính một chiếc tồn kho màu trọng lượng 0,5 gram gram và v ship toàn quốc phí ship người nhận thanh toán phí ship bằng Việt Nam đồng kiểm tra khi nhận hàng không à, tức là không chúng ta không kiểm tra khi nhận hàng đổi trả nếu hàng có lỗi bảo hành không bảo hành một đôi chi tiết là áo rotap chưa bằng nhưng bị ố nhẹ ở viền áo thì bị ố nhẹ một chút thì mình những những cái bạn nào mà có một cái thân hình đẹp thì chúng ta nên mua một cái chiếc áo để chúng ta trải nghiệm cảm giác sắm sửa ở cái shop Bizen Mall trên hệ sinh thái của Bì một chiếc áo đẹp mọi người mình thấy rất đẹp đến từ shop Jinze 94. Đó là sản phẩm thứ tư áo Rotop 98% siêu gợi cảm. Và sản phẩm thứ 5 đến từ một sản phẩm đó là một cái cây thiên nhiên đó là cây lan. Và mình trong một video mình cũng đã giới thiệu về lan thì cái lan này là năm cánh trắng hiển oanh đẹp ngắt ngay chậu là nó có 3 kỳ và ứng với 3 mầm đây là hình ảnh mẫu của năm cánh trắng hiển oanh hoa lan mới cây đẹp thương hiệu vườn lan hoàng hà xuất xứ cây được nhân giống tại nhà vườn cây lan thân mềm đơn vị tính chậu và cây trong chậu trọng lượng 2 kg Phòng vi ship toàn quốc phí ship người nhận thanh toán bàn việt nam đồng kiểm tra khi nhận hàng đến từ cái shop quanh hoàng hà hoàng hà tấm lâm một bi mọi người một bi bộ năm cánh tráng hiển oanh chảo ba kỳ ba mầm một bi rồi đó là sản phẩm thứ năm trong cái video này sản phẩm thứ sáu đó là một chiếc nhẫn rất là đẹp đến từ một cái shop ở thành phố quy nhơn bình định nhẫn đây là nhẫn kim tiền nhẫn kim tiền có giá là 99 mươi chín bi và chúng ta mô tả một chí về chiếc nhẫn này. Nhẫn kim tiền là tình trạng là mới 100% thương hiệu Hoàng Phát xuất xứ Việt Nam chất liệu vàng 18K trọng lượng 2,58 phân đơn vị tính chiếc đồng thuận là chiếc nhẫn này là ship toàn quốc. Phí ship bay nhận hàng tự thanh toán kiểm tra kỹ khi nhận hàng bảo hành đổi hàng hàng khi có lỗi mua mô tỏa sản phẩm nhấn vào 18k 2,58 phân đến từ mình thấy cái quá đơn là đến từ thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định chợ đâm đối diện 111 quần qua thám thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định một chiếc nhẫn rất chi là đẹp mọi người và các bạn Chúng ta trải nghiệm cảm giác mua chiếc nhẫn này với giá 99 bị Một nhẫn kim tiền siêu đẹp 18k Giá 99 bị Giá siêu chắc Các bạn nếu chúng ta muốn cảm những cảm giác là chúng ta đeo vàng như thế nào, đeo nhẫn như thế nào, đẹp như thế nào thì chúng ta hãy dùng bi để chúng ta trao đổi sản phẩm đó là một nhẫn kim tiền rất là đẹp như vậy Thanh vừa giới thiệu một người 6 sản phẩm trong video này Sản phẩm thứ nhất là điện thoại Galaxy A20 98% chính hãng Thứ hai là giày cao gót nữ tính đó khá đẹp Thứ ba là loa bluetooth đẹp nghe nhạc, nhạc mê say Thứ tư là áo garage 98% siêu gợi cảm Thứ năm là năm cánh tráng hiển oanh đẹp ngắt ngay chảo ba cây ba mầm và thứ sáu nhắn kim tiền siêu đẹp phần cuối cùng của video thì trước tiên thanh gửi lời cảm ơn tất cả các bạn đã uh, quan tâm đến kênh cũng như đăng ký kênh like video subscribe kênh và trong thời gian sắp tới thì rất mong mọi người hãy giới thiệu với bạn bè cái kênh của mình cũng như đăng ký kênh ủng hộ dành cho những bạn chưa đăng ký kênh và uh, comment ở những cái video thanh làm đặc biệt là video này để chúng ta cảm nhận của mình về có cái sản phẩm mà Thanh giới thiệu trong video này. Và cuối cùng thì Thanh có cái cây bản quyền Internet Download Manager, một phần mềm download số 1 thế giới hiện nay. Nó về một phần mềm mà download tốt nhất cho thế giới này thì có một phần mềm duy nhất mà Thanh đánh giá đó là Internet Download Manager phiên bản 6.41. B11, hiện tại là B11 mặc dù có cái trình duyệt đã phát triển đến mức là có thể download từ trực tiếp từ trình duyệt nhưng một số file chúng ta không thể download trực tiếp từ trình duyệt mà chúng ta phải dùng có cái công cụ có cái phần mềm để chúng ta download và internet download manager là một sản phẩm đến từ nước mỹ cụ thể là công ty tonet của hoa kỳ thì sở hữu cái phần mềm này thì các bạn phải đi phải sở hữu một cái cây bóng quyền mình có cây bóng quyền 1 năm và cái bóng quyền trọn đời xuất xứ chính từ công ty Tonet của Mỹ đã bán cho mình và mình sẽ bán lại cho các bạn. Mình giống như một cái đại lý ủy quyền của công ty Tonet để bán sản phẩm này cho các bạn. Với giá 25 250 nghìn cho một cái cây bóng quyền một năm và bảo hành một năm và 450 nghìn cho cái bóng quyền trọn đời và mình sẽ bảo hành trọn đời cho các bạn và hỗ trợ cho các bạn nếu các bạn muốn hỗ trợ về phần mềm máy tính về tạo một website WordPress thì mình sẽ hỗ trợ miễn phí một lần nữa rất cảm ơn tất cả các bạn đã dành những thời gian quý báu của mình để xem video đến cuối video này một lần nữa xin chào mọi người và hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo bye